đâu vậy? Đi dép mới rồi luôn, xuống dữ vậy ta. Kệ nó quay vô kìa. Đi vậy đó, đi một bên có quay, một bên không quay vậy đó. Giờ chuột sẵn chuẩn bị đặng chuột đi lại tiệm mua, tại vì đi là sợ là lên xe thì chuột nó ít có chịu ăn lắm mà cô chú ơi, chuột nó không có ăn uống cô, nói chung là đồ hủ tiếu bún rồi này kia nó không có chịu ăn. Rồi bởi vì lên xe mỗi lần mà đi về quê hay đi đâu vậy là chuột phải đi tiệm mua bánh, chuột đi tiệm mua mua bánh xúc xích rồi bánh mì ngọt hay gì đó đặng để lên xe cho chuột nó ăn chứ còn mà rồi chết rồi. Chứ còn mà đi lên xe cái là nó đâu có ăn này đâu, rồi phải phủ bánh này bánh kia cho nó nhai cho đỡ buồn. Chào bác Nam đi, con đi đâu con nói bác nghe hả? À, sao đi đâu không nói bác? Rồi cái gì còn giờ con mua cái gì nè, rồi con mua cái gì, lấy xúc xích đi cho hai hộp xúc xích, lấy cho hai hộp xúc xích đi lên xe đặng cho đói là có ăn. Không biết chọn cái nào hả? Nói xúc xích đó coi con. Trời ơi, bữa nay xúc xích này nghe, nay ăn xúc xích bịch hả? Ăn xúc xích bịch là không có ăn kia, là không có ăn xúc xích hộp nha. Chào em đi. Rồi giờ ăn nào lấy lẹ đi, đang đi về đang đi nè. Không, không có mua lên xe lên đó ăn, nó nhiễu nước tùm lum hết trơn à. Dạ em đi Nha Trang chơi. Lấy thêm một cái, lấy thêm hai hộp đi, mẹ cho lấy hai hộp. Rồi lấy màu xanh không đúng không? Rồi lấy thêm một bịch bánh nữa, lấy thêm hai bịch bánh nữa. Dạ có em với thằng lớn như này đi. Nếu anh không nhỏ gái ở nhà. Trời kỳ vậy ta. Trọng nam khinh nữ hả? Trọng nam khinh nữ, trọng nam khinh nữ. Hai đứa con trai đi, hai đứa con gái ở nhà. Lấy thêm bịch bánh nữa không? Hay là lấy thêm bỏ vô cặp nhiều quá không hết không? Thôi treo rồi, lấy cái bọc đi, cái bát bỏ vô bọc đi. Kìa bánh bắp hay bánh cà chua? Kỳ quá. Kỳ quá. Lấy em ba gói xà bông lia luôn anh. Ba gói xà bông lia, có sữa tắm, lấy em bụng ba gói sữa tắm luôn. Lấy cái gì? Sữa cơn. Không mua sữa nữa. Không mua sữa nữa. Gái bữa nữa gái về sau, gái nghỉ hè tới, gái nghỉ hè gái đi. Giờ gái không có nghỉ hè, gái lên. Lấy nào vườn cái lại đi. Lấy nào lấy con đi. Con đi gái. Chỉ có đi với em chứ không có ai đâu. Về quê đám cưới. Tháng 8 mới có dùng quê đám cưới. Chơi vậy đi làm những chuyện. Năng nhiếp chung. Bỏ chứ mày làm gì? Cho nó nhà đi. Cho chị gái đi, hai lớn nha. Nó giữ hả? Thôi. Ủa? Đi về giờ tay con chút mà nực đổ. Giờ giữ móng mực muốn chết luôn nè. Ủa sao mua bánh không khách vậy? Đi trời. Nè có khách không? Chút đi. Chút nha. Bánh không khách là chút nha. Rau này nè, mát. Đúng rồi, ngồi đây.
Rồi giờ đi về thôi ha. Ai bỏ? Người đó đem theo cái gì? Đâu có đâu.